Chào mừng bạn đến với bản tin tổng hợp định cư các nước của Victory. Tôi là Thành An, cố vấn đầu tư đến từ công ty tư vấn định cư uy tín Victory. Chủ đề mà hôm nay em muốn nói đến là so sánh về hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ và Canada. Cách nhanh nhất đến Mỹ, hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ hay Canada tốt hơn? Thì đầu tiên chúng ta nên xét về mặt đầu tư, xét về khía cạnh du lịch. Chào mừng bạn đến với bản tin tổng hợp định cư các nước của Victory. Tôi là Thành An, cố vấn đầu tư đến từ công ty tư vấn định cư uy tín Victory. Chủ đề mà hôm nay em muốn nói đến là so sánh về hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ và Canada. Quốc gia nào sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho con đường đến Mỹ? Nhưng trước tiên quý anh chị hãy dành chút ít thời gian để nhấn like và subscribe kênh, cũng như là bật chuông thông báo để có thể theo dõi thêm những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé. Cách nhanh nhất đến Mỹ, hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ hay Canada tốt hơn? Cách nhanh nhất đến Mỹ là mọi người đều chọn lấy một trong hai hộ chiếu là của Canada hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu từ năm 2018, chương trình mua thẳng hộ chiếu và có visa E2 đã trở thành chương trình thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn nhất để có thể được định cư tại Mỹ. Mỹ cùng 82 quốc gia khác trên thế giới ký kết mậu dịch và hiệp ước E2, trong đó 4 nước ban hành phương án đầu tư quốc tịch là Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Montenegro. Các nước khác cũng có hiệp ước E2 với phương thức đầu tư và yêu cầu đầu tư ít nhất là trong vòng 5 năm. Đầu tiên, các nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ thường trú nhân trước cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện sinh sống mới có thể xin lên nhập tịch. Canada và Thổ Nhĩ Kỳ đều có thời gian đầu tư là 5 năm. Nhưng khi so sánh sự khác biệt về ưu điểm của hai hộ chiếu Canada và Thổ Nhĩ Kỳ, thì đầu tiên chúng ta nên xét về mặt đầu tư. Canada đầu tư và sở hữu bất động sản trị giá 220.000 USD. Thổ Nhĩ Kỳ mua bất động sản với giá trị tối thiểu là 250.000 USD. Mua bất động sản Canada duy trì tối thiểu ít nhất là 5 năm. Còn về bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì thời gian duy trì đầu tư là 3 năm, sau đó bạn có thể bán đi hoặc tiếp tục sở hữu. Canada cho phép gia đình nhiều thế hệ đi cùng. Hộ chiếu Canada miễn thị thực đến 144 quốc gia, tiêu biểu như châu Âu, Schengen, Trung Quốc, Anh, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Macau. Còn hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ miễn thị thực đến 111 quốc gia như Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Macau. Tóm lại, nếu bạn mong muốn đến Mỹ với thời gian nhanh chóng, kèm theo chi phí thấp nhất thì bạn nên chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Và nếu gia đình mình đông thành viên và mong muốn các thành viên đều được sở hữu quốc tịch thứ hai, thì bạn có thể cân nhắc và xem xét về quốc gia Canada. Có 3 lý do để lựa chọn công ty tư vấn định cư uy tín Victory. 100% tỷ lệ đậu hồ sơ cho các chương trình định cư Canada. 100% không rủi ro khi tham gia chương trình định cư cùng Victory. 100% cam kết hoàn tiền khi tham gia định cư cùng chúng tôi. Những yếu tố trên đã đặt hộ chiếu của Canada và Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm những tấm hộ chiếu quyền lực và có nhiều lợi ích nhất. Việc lựa chọn quốc gia Canada để đầu tư sẽ tốt hơn nếu bạn muốn sở hữu quốc tịch thứ hai cho cả gia đình 4 thế hệ và đặc quyền tự do đi lại ở nhiều quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin thị thực nhập cảnh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được đi lại một cách thoải mái ở nhiều quốc gia trên thế giới hơn hẳn Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, còn tùy vào mỗi điều kiện và mỗi tiêu chí riêng của các quý anh chị mà ta có thể đưa ra lựa chọn chương trình phù hợp nhất để đầu tư. Nếu như các anh chị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở bên dưới video này. Hoặc anh chị đang băn khoăn và mong muốn tìm được cho mình một công ty tư vấn định cư uy tín thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua địa chỉ này. Chúng tôi sẽ gắn đường link trang Facebook và số điện thoại hotline của công ty ở bên dưới phần mô tả. Cuối cùng, nếu như các quý anh chị thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like và subscribe cũng như là bật chuông thông báo để có thể theo dõi thêm những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.